Tối muộn 4 tháng 7, trên các hội nhóm mạng xã hội đăng tải thông tin, người đàn bà sáng nhất đêm nay, diễn viên hài Nam Thư xin chúc mừng và nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Nhiều người tràn vào để lại bình luận hóng xem chuyện gì đã diễn ra. Sau đó, nhiều hình ảnh về một bài đăng bóc phốt được truyền nhau và trở thành tâm điểm bàn tán. Theo chính chủ bài đăng này chia sẻ, thuê homestay rồi cướp chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Một tháng qua là cơn ác mộng đối với em mọi người. Một đứa vừa sinh em bé mới 6 tháng thôi, đã phải suy sụp đến mức tưởng chừng như không thể vực dậy nổi. Chị nói chị con gái chưa chồng chưa con, vu khống chị. Chị nói chị suy sụp, chị đổ rằng bài phốt trên mạng là em ẩn danh phốt chị. Em xin lỗi, nếu muốn phốt em đã dùng đích thật như thế này rồi. Cùng là phụ nữ với nhau, chị cũng làm chục video nói về cuộc sống hôn nhân rồi. Chị phản đối kịch liệt, thì vì sao chị lại đi phá vỡ gia đình người khác? Người này cho biết cô chỉ mới tung ra 1/4 bằng chứng nắm trong tay. Thậm chí tiểu tam cướp chồng của người phụ nữ này còn đe dọa vô hiệu hóa điện thoại. Bên cạnh đó, cô gái này còn đăng tải dòng story gọi thẳng tên một người tên Thư. Chưa rõ danh tính là ai. Mọi chuyện để em làm đến mức như vậy, chị bảo nó ảnh hưởng đến chị. Vậy con em, ba đứa nó mất gia đình chị vui không Thư? Truyền thông của chị, mai ra nhà em á, hù dọa mẹ em nói em xóa bài á, không bao giờ. Bên cạnh đó, người phụ nữ này còn chụp lại nhiều tin nhắn và hình ảnh mùi mẫn giữa chồng mình và tiểu tam kia. Dưới bài đăng của cô gái này, dù chưa biết nhân vật được nói đến là ai, nhưng nhiều netizen đã réo tên nữ diễn viên hài Nam Thư. Tuy nhiên, đó chỉ là một số tài khoản ảo và chính chủ chưa nói tên hay chỉ đích danh bất kỳ một ai. Hiện tại, bài đăng vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Về phía Nam Thư, cô nhanh chóng giới hạn bình luận tất cả bài viết, tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn cô đã mở lại. Chưa hết, cô còn khoe chiến tích, cô chia sẻ lại clip thi nhanh như chớp, hồi đó Thư cũng ra gì và này nọ quá ta. Nam Thư được mệnh danh là kiều nữ làng hài, nhờ nhan sắc xinh đẹp không hề thua kém sao nữ nào trong showbiz. Thêm vào đó là vóc dáng nóng bỏng, mỗi lần lên đùa lồng lẫy đều khiến khán giả tấm tắc khen ngợi. Trong làng giải trí, Nam Thư có mối quan hệ rất thân thiết với Hoài Linh, thường xuyên đến nhà thờ tổ phụ giúp trò chuyện cùng đàn anh. Thậm chí có thời điểm vì cặp đôi chụp ảnh quá thân mật còn dính vào tin đồn hẹn hò. Cùng với đó, Nam Thư còn được khán giả gọi là con dâu hụt của Hoài Linh. Nguồn cơn cũng từ việc cô chơi quá thân với Võ Lê Thành Vinh, con trai Nam Danh Hài. Những khoảnh khắc thân thiết của hai người khiến cộng đồng mạng không thể không nghi ngờ. Bị đồn thổi quá nhiều, cả hai phải lên tiếng đính chính, chỉ xem nhau như chị em một nhà, không phải người yêu. Những ai yêu mến Nam Thư Thành Vinh lại tỏ ra tiếc nuối bởi vốn dĩ họ rất đẹp đôi. Nam Thư nổi tiếng là người có tính cách thẳng thắn mạnh mẽ. Mỗi lần cô tham gia game show là một lần gây ra chú ý vì những chia sẻ không che đậy. Mới đây, những phát ngôn của kiều nữ làng hài trong một talk show đã được cộng đồng mạng chia sẻ lại rất nhiều. Trong đó, nữ diễn viên tham gia bàn luận chuyện khá nhạy cảm với Dustin Nguyễn và BB Trần. Khi được hỏi về vấn đề người phụ nữ là người giữ tổ ấm, con dâu hụt của Hoài Linh chia sẻ đầy bất ngờ. Theo đó, Nam Thư khẳng định mình không giỏi chuyện bếp núc nên phải cố gắng giỏi chuyện khác, cụ thể ở đây là chuyện trên giường. Chị mới nghĩ phụ nữ giỏi cái bếp thì cũng phải giỏi cái giường chứ. Nếu giỏi cái bếp mà không giỏi cái giường, mấy con khác nó ra đường nó giật chồng mình thì sao? Chị không giỏi về cái bếp nên chị tập trung đầu tư vào cái giường. Nếu không có giường mình ra ngoài ăn thì còn bậy nữa. Nam Thư tâm sự. Chưa dừng lại ở đó, Nam Thư còn nhận được câu hỏi về tư thế yêu thích khi làm chuyện ấy. Người đẹp sinh năm 1987 cho rằng điều này không quan trọng với mình, quan trọng là cảm xúc lúc đó. Nhưng đến cuối, Nam Thư bỗng nói thẳng, nói thật, khiến cả hai người còn lại trầm trồ. Cũng xoay quanh vấn đề tế nhị này, Nam Thư cho biết, xung quanh mình có nhiều người phụ nữ dù đã 40 tuổi vẫn chưa biết đỉnh là gì. Họ bị gò bó trong những tư duy cũ, tự bắt mình phải diễn khi lên giường vì sợ bị đánh giá. Không đồng tình, nữ diễn viên cảm thán, trời đất ơi, ai biết được ông chồng của mình ngoài đường như thế nào, cảm xúc mình ra sao thì mình cứ thể hiện ra đó thôi.